Tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết đã diễn ra giải bóng bàn cánh buồm vàng Mũi Né lần thứ 9 năm 2024. Giải thu hút 168 vận động viên của 26 câu lạc bộ bóng bàn trong và ngoài tỉnh tham gia thi đấu, trong đó có 16 câu lạc bộ thuộc thành phố Phan Thiết, các huyện Tuy Phong, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, thị xã La Di và 10 câu lạc bộ đến từ các tỉnh thành gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Dương, Lâm Đồng. Các vận động viên tham gia tranh tài ở hai nội dung đôi hạng A và đôi hạng B. Giải bóng bàn cánh buồm vàng Mũi Né lần thứ 9 năm 2024 được tổ chức nhằm kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2024, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tăng cường giao lưu đoàn kết học hỏi giữa các câu lạc bộ bóng bàn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cũng như các tỉnh thành bạn.